Đây là cái bậc lên xuống nè, bậc lên lên xuống. Mà cái bậc này đó, những cái dòng xe mà người ta chạy nhiều á, là các bạn biết là nó sẽ chạy xước hết. Đây là bậc zin của nó nè, các bạn thấy không, không hề chạy xước gì hết. Bảo Phương Ô Tô xin chào các bạn. Hôm nay sau khi mình lấy chiếc xe Camry 1998, đăng ký lần đầu là năm 1999. Xe này là mình mua của Học viện Hành chánh Quốc gia Hà Nội. Chiếc này đẹp lắm các bạn. Sau khi mình mua về thì mình đã cho bảo dưỡng thắng, rồi vệ sinh máy lạnh, rồi nói chung là mình cho dọn dẹp rửa ráy để mình trải nghiệm cái con này đi Hà Giang. Thì sau khi mình đi Hà Giang về thì mình quay clip để mình chi tiết hơn, để cho các bạn xem kỹ hơn cái con Camry GLI này nha các bạn. Các bạn nào mà lần đầu tiên xem kênh của Bảo thì cho Bảo một nút đăng ký và bấm vào một cái nút chuông, để khi Bảo có ra những cái video mới, những xe mới, thì các bạn sẽ là người nhận được thông báo đầu tiên nha các bạn. Xe này thì đẹp lắm. Nước sơn zin còn khoảng trên 70% đó các bạn. Xe này là xe Toyota Camry GLI. Xe này là bản 2 túi khí, 4 thắng đĩa ABS luôn nha các bạn, chứ không phải là cái dòng xe mà bản thiếu. Nó có một cái dòng nữa là XLI nữa đó. Xe này thì được trang bị thêm hai cái đèn sương mù ở dưới rất là đẹp bạn, đèn vàng sương mù đó. Đi mà đường đèo hay là sương mù thì rất là tiện cho mình luôn. Bảo mới vừa đi Hà Giang, đi lên đèo, đi lên Lũng Cú, con đường đó sương mù, nhờ có hai cái đèn này mà Bảo chạy rất là ok, nhìn xuyên sương mù luôn, rất là sáng. Bây giờ Bảo sẽ đi chi tiết từng cánh cửa. Xe này là keo chỉ nguyên zin nha các bạn. Đó. Bây giờ Bảo sẽ đi chi tiết từng cái cánh cửa nè, các bạn xem. Đó. Các bạn thấy không? Nước sơn còn zin. Ít có chiếc xe nào mà đời 98 mà còn mới nguyên zin vậy đâu các bạn. Đó, các bạn thấy không? Keo chỉ nguyên zin, táp ly rất là đẹp. Đó. Bây giờ Bảo sẽ đi từng chi tiết, từng cánh cửa. Hôm nay Bảo sẽ quay chi tiết luôn để các bạn xem video, là các bạn có thể chốt xe từ xa luôn. Các bạn có thể đặt cọc Bảo tiền. Bảo sẽ ship xe toàn quốc luôn nha các bạn. Các bạn thấy không? Xe keo chỉ còn nguyên zin, không có mục mọt gì hết nha các bạn. Tem mát rồi vẫn còn nguyên zin. Hey, các bạn thấy không? Chốt khóa trẻ em nhẹ nhàng nè, thấy không? Đây, bây giờ Bảo sẽ đi. Các bạn thấy không? Đây, cái chốt khóa bản lề nó nè, còn mới tinh nè các bạn thấy không? Đây, bản lề nó nè, các bạn thấy không? Còn mới tinh. Bảo sẽ quay từ từ chi tiết nha. Các bạn xem xe là các bạn có thể chốt xe luôn. Bây giờ Bảo sẽ đi tiếp là cánh cửa phía bên tài, cánh cửa sau bên tài. Rồi, các bạn thấy không? Keo chỉ còn nguyên zin. Keo chỉ, cánh cửa còn nguyên zin. Tem mát còn nguyên zin. Phía bên tài cũng có chốt khóa trẻ em đó nha các bạn. Các bạn thấy không? Từng cái con ốc nè. Không có dấu mà nào vít gì mà dặn vào hết trơn nha các bạn.
nước sơn zin, nước sơn zin. Còn đây là cánh cửa, cánh cửa bên tài. Cánh cửa bên tài là một cái cánh cửa là thường xuyên là mở ra đó. Các bạn thấy không, nó còn nguyên zin keo chỉ nha, còn nguyên zin keo chỉ đó, các bạn thấy không? Đây là cái bậc lên xuống nè, bậc lên lên xuống. Mà cái bậc này đó, những cái dòng xe mà người ta chạy nhiều á, là các bạn biết là nó sẽ chạy xước hết. Đây là bậc zin của nó nè, các bạn thấy không, không hề chạy xước gì hết. Đây nè, tem mát còn nguyên zin luôn đó. Xe này rất là đẹp các bạn, rất là hiếm để tìm được một cái chiếc xe mà Camry mà đời 98 mà nó đẹp như thế này đâu các bạn. Các bạn thấy cái phần tắp ly nè, gân guốc nè, còn mới tinh nha các bạn. Xe này người ta ít chạy lắm, xe này của cơ quan nhà nước mà đó. Chiếc xe này thì bảo phải nói là mấy cái dòng mà vai ớt rồi đó, phải kêu cái chiếc Camry này bằng ông nội. Vai ớt mà đời, bảo nói luôn là mấy cái xe mà như taxi mà tầm 2015-16 vai ớt là không có cửa nẻo gì với chiếc này đâu nha các bạn. Chiếc này thì bảo đang kêu bán, bảo nói giá luôn, bởi vì bảo muốn quay chi tiết rồi bảo sẽ nói giá cho các bạn sau. Bây giờ bảo muốn các bạn là thấy được chiếc xe đẹp của nó rồi bảo sẽ nói giá. Chiếc xe này đây, Toyota, từng cái kính Toyota còn hết như nào. Các bạn thấy chữ Toyota không? Bốn cái vỏ là rất là mới, bốn vỏ này cũng còn khoảng cỡ chừng 70%. Các bạn nè, đây là cái cua lốp của nó nè, các bạn thấy không, cua lốp. Đây là cái bộ phận là dễ bị mục mọt nhất, bởi vì khi mình chạy á, cái lốp này á nó bắn sình lên đó. Là cái phần cua lốp này nó dễ bị mục mọt nhất, mà các bạn nhìn kỹ cua lốp còn rất là mới. Bảo quay sát vô phía trong các bạn ơi, ton rất là dày, ton dày cực kỳ luôn. Đây là phần ton của cái cua lốp dày, không có mục mọt gì hết nha các bạn. Đây bây giờ bảo sẽ quay xuống cái phần này, các bạn thấy không, cái phần này không mục mọt gì hết, mấy cái đinh bấm các bạn thấy không, biết các bạn ha. Đây quay kỹ nè, những cái đinh bấm của nó vẫn còn nguyên zin hết nha các bạn đó. Đinh bấm còn nguyên zin hết. Đấy, bạn lề ốc các bạn thấy không, đây cua lốp phía bên ở trước nè, bạn thấy chưa, không mục mọt gì hết, còn rất là mới nha. Vỏ này là vỏ Michelin, còn khoảng 70%. Tiếp tục mình sẽ đi thêm cái phần cua lốp phía bên tài. Bảo sẽ quay chi tiết chiếc này, anh em xem xe thì có thể là chốt xe luôn, đặt cọc từ xa bảo sẽ ship xe về luôn nha, ship xe toàn quốc. Đó, các bạn thấy không, cua lốp nó không mục mọt gì hết. Cái dè trắng bùn này là cái trắng bùn này các bạn không, còn zin, dè trắng bùn zin theo xe. Nhiều cái dòng xe mà đời mới luôn, đời cao mấy cái trắng bùn bể hết. Các bạn thấy không, chiếc xe này cái ton vỏ của nó rất là dày. Đây, tiếng đóng cửa xe nghe nó cũng đã nè các bạn. Đây, phần cua lốp phía bên tài này các bạn thấy không, không mục mọt gì hết nha, rất là mới.
Họ quay sát vô trong rồi các bạn xem nè. Rất là mới. Đây, cái phần này á, cái cua lớp cái phần này là dễ mục nhất nè các bạn. Các bạn thấy không? Những cái chiếc xe mà nó chạy nhiều hay là đời 2015, 16 bao thấy luôn. Mục hết mấy cái phần cua lớp này. Nhưng mà chiếc xe này á, cái chỗ này nè, sình nó bám rồi nước nó chảy xuống đây nè. Là cái phần này là mau mục nhất. Nhưng mà mình nhìn cái này là nó còn mới như thế này, nó không mục. Tức là chiếc xe này người ta chạy rất là ít, người ta giữ gìn rất là tốt nha. Các bạn thấy chưa? Bây giờ Bảo sẽ đi vào phần nội thất phía bên trong. Sau đó là Bảo sẽ đi vào phần linh hồn của chiếc xe, là cái máy động cơ. Bây giờ Bảo sẽ đi vào nội thất phía bên trong. Đó. Nhìn vào đây nè các bạn thấy. Táp ly còn rất là mới. Táp ly rất là mới. Táp ly bên đây cũng còn rất là mới. Các bạn thấy chưa? Giờ mình phải bật chìa khóa lên. Đó. Đầu đĩa là còn nghe. Đĩa âm thanh đó là rất là hay nha các bạn. Thấy chưa? Bảo không dám dặn lên, bởi vì nghe lớn thì sẽ nó bị vi phạm cái bản quyền YouTube nó không cho. Đây, đầu đĩa Pioneer. Cái đầu đĩa này ngày xưa Bảo nhớ nè, năm 98 là 97, 98 là Bảo học lái xe ô tô ra. Lúc đó cái đầu đĩa này, Pioneer này nó có trị giá gần cả cây vàng đó các bạn. Ghê không? Vàng ở đó một cây có 5 triệu thôi. Mình mua cái đầu Pioneer gần cả 100 ngàn. Ê, gần một cây vàng. Xe này nè, Bảo vừa đi Hà Giang về 993.000 km. Đó. Ý 993 km, gần 1.000 km. Mà xe chạy cực kỳ ngon luôn. Đó. Bảo đi là Bảo đổ hai lần xăng. Các bạn nhìn nè. Mà về còn dư một mắt, chạy gần 1.000 cây số. Mà mình đổ khoảng cái bình này như chắc chẳng 60 lít. Mình đổ khoảng 2 triệu à, mà chạy về còn dư một mắt xăng nè các bạn. Các bạn thấy không? Xe này táp ly bên tài rất là đẹp. Ghế đã bọc da, ghế còn khi mà cơ quan nhà nước người ta mua về người ta bọc luôn da zin nè các bạn thấy không? Còn rất là mới, đẹp đẹp luôn. Đó, băng ghế phía sau bạn thấy đẹp không? Ở phía trên đây là trần này là người ta cũng bọc da luôn các bạn. Trần nỉ, cái này mà mở ra là cái nỉ trên mới tinh luôn đó các bạn. Đẹp chưa? Các bạn những coi những cái tay nắm luôn không? Nhẹ nhàng. Còn đẹp mới lắm. Là mấy cái này, cửa này nè. Che nắng nè. Mở ra là nó cháy đèn luôn nè các bạn thấy không? Đóng vào. Bên đây cũng gì? Giấy tờ xe này. Mở ra cháy đèn. Đóng và tắt. Bảo cho các bạn xem giấy tờ xe luôn. Đây. Giấy tờ xe. Đây là đăng kiểm của nó nè. Không. Đăng kiểm là năm 1999. Ý là đăng ký của nó lần đầu, xin lỗi các bạn. Giấy đăng ký của nó lần đầu là năm 1999. Xe biển số đẹp luôn. 3444. Xe này là người ta kêu là xe tài tử nha các bạn. Xe tài tử. Đây, giấy đăng kiểm nè. Bảo mới vừa đăng kiểm xong là tới ngày 11 tháng 10 năm 2022, còn dài lắm nha bạn. Các bạn mua về các bạn chạy vô tư thoải mái luôn. Đây, cốp xe nè. Cốp xe nó mở nhẹ nhàng chứ không phải giống như mấy cái xe mà Hàn Quốc rồi. Bảo không phải nói bảo chê xe Hàn Quốc. Mình đóng cái cốp lại, nó mình mở cốp ra nó rớt cái bạc. Còn đây là mình mở ra mình buông ra nè, không buông ra nè các bạn thấy không, cái cốp nó cũng xuống từ từ, nó có giống như là cái thủy lực ở trong. Hay lắm, xe cực kỳ luôn.
Đây là các bạn, phiên bản của mình nó là xe hai túi khí, đây một túi khí, đây hai túi khí nè, các bạn thấy không, xe đẹp chị nè. Các bạn xem cái vô lăng của nó là mới tinh luôn nè các bạn nha. Chiếc xe mà mình nhìn cái vô lăng là mình có thể đánh giá được cái chiếc xe này người ta chạy ít hay nhiều rồi các bạn, người ta giữ gìn kỹ hay là không kỹ. Bây giờ Bảo xem nổ máy lên cho các bạn nghe xem. Khi mình mở công tắc thì tất cả các hệ thống đèn là không có lỗi gì hết các bạn. Đồng hồ báo nhớt nè, đồng hồ bình nè, đồng hồ cửa nè, đồng hồ nước nè. Các bạn thấy không? Cái dòng tua máy của nó là nó khoảng tầm, cái này hơi nhỏ quá, nó này có khoảng 500 600 vòng phút à. Mình lên khoảng cỡ cỡ 700 vòng, chỉnh Garanti lên 700 vòng là ngon. Xe rất là ngon các bạn. Hệ thống mấy cái cửa gió nè, các bạn thấy không? Mấy cái cửa gió này còn mới tinh luôn, không có bị gãy bị gì hết. Bảo thấy mấy cái dòng xe mà Camry mà đời 2004 2005 luôn, mấy cái cửa gió này nó bị gãy chứ không hiểu sao mà xe này rất là, người ta giữ gìn rất là còn ngon. Các bạn thấy không, cái cửa gió nhìn cái táp lô nó mới tinh luôn, không có dấu nào mà đã cạy ra cái táp lô, tất cả những cái khe hở nó sát sao, các bạn thấy chưa. Mình mua xe tôi nói với các bạn á, Bảo nói với các bạn đừng có tiếc, nó mắc hơn khoảng cỡ 10 triệu 20 triệu một chiếc xe. Bởi vì mình mua một cái chiếc xe mà nó đẹp rồi, các bạn về á, các bạn không cần phải làm gì nữa, mà mình mua nhầm chiếc xe mà nó xấu rồi đó, nó rẻ hơn là 20 thậm chí 30 triệu, nhưng mà về các bạn sửa nó còn hơn như vậy nữa. Mà khi các bạn sửa đó lại nó không có được giống như chiếc xe nó còn zin, cái đó Bảo nói thật. Đây, các bạn thấy không, bản lề của nó nè, còn mới luôn. Chiếc xe này Bảo bán 188 triệu là Bảo có, khi mà xem xe thương lượng thì Bảo sẽ có bớt chút đỉnh cho anh em coi. Xe này rất là đẹp, máy đang nổ. Bảo mà đóng cửa lại làm ngồi trong xe êm ru luôn, không nghe một tiếng động nào, các bạn thấy nha. Bây giờ Bảo sẽ thử hết các chức năng kính nè. Kính là chỉnh điện hết nha các bạn, đây nè, còn hoạt động bình thường hết. Đây đây thấy chưa, lên xuống nè, đó các bạn thấy chưa, phía bên phụ nè, đây hoạt động bình thường hết, các bạn thấy chưa, lên xuống nè. Đó. Còn đây là kính bấm còn là hoạt động bình thường này các bạn. Đó. Nhẹ nhàng êm ái phía sau nè. Khi mua xe đó các bạn á, mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ này nè mà các bạn mua xe mà nó không có hoạt động, các bạn phải sửa là tốn vài triệu nữa các bạn. Rồi, xuống nè, thấy chưa. Bảo sẽ đi từng cánh cửa để quay cho các bạn xem là những cái, có nhiều cái xe mà cái hệ thống trước á thì nó bấm được, nhưng mà mấy cái cánh cửa bên đây lại bấm không được. Bây giờ Bảo sẽ bấm cái cánh cửa phía bên phụ nè, nè bấm nè, các bạn thấy không, tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường hết nha các bạn. Đây Bảo bấm nè, thấy chưa, xuống nè, lên nè. Tất cả các cửa kính đều hoạt động bình thường. Có cái đèn trần này thì nó không cháy, các bạn về các bạn kiểm tra lại. Bảo bán xe cái nào có, Bảo nói có. Cái đèn trần này không biết sao nó không cháy nữa. Còn mấy cái đèn này thì cháy bình thường đó, các bạn thấy không? Hai bên cháy bình thường. Thậm chí mấy cái đèn của xem kính này nó cũng cháy nữa, bình thường. Cái đèn trần này chắc nó bị cái gì, các bạn xem lại. Bảo bán xe thì có làm sao, Bảo sẽ nói vậy, các bạn xem chi tiết xe rồi các bạn quyết định chốt luôn, không có cần phải đi xem xe luôn, tại vì Bảo quay quá chi tiết rồi. Đây các bạn xem à, ghế da rất còn còn mới nè các bạn thấy không, phía sau này nó có để cái đồ, để đồ còn đẹp.
ở đây cái cửa, ghế sau cũng còn rất là mới, rất là mới các bạn. Các bạn mua xe này về không phải làm gì hết, các bạn thấy không? Mới, các bạn thấy chưa? Xe này rất là rộng nha các bạn. Xe này á là xe là phân khúc hạng D, vai ếch phải kêu nó bằng ông nội các bạn. Còn mấy xe mà con cốc Morning các bạn bỏ ra 178 mua chứ mấy chiếc Morning chạy làm gì các bạn. Đó. Các bạn đi chiếc xe này, đi chiếc xe này mà nó nhìn nó đẹp mà nó sang trọng, đẳng cấp, trường xe luôn, các bạn thấy không? Tội gì các bạn phải đi Morning. Morning phải kêu chiếc này bằng tới ông cố. Thấy chưa? Bây giờ Bảo sẽ đi quay xuống cái dàn gầm đó cho các bạn xem. Bảo sẽ đi từ từ. Đó, các bạn thấy chưa? Xe nè. Dàn gầm này là không có mục mọt gì hết nha các bạn. Mới tinh luôn á. Các bạn thấy không? Cái bô nó là bô bao nhiêu năm rồi, vẫn còn mới tinh luôn. Những cái đường mà cái nước sơn của nhà sản xuất vẫn còn, nó gạch ở ngay cái chỗ thước lái không ở sau cái nhông chuyền đó của bánh xe không, các bạn thấy không? Quá đẹp, còn rất là mới nha các bạn. Xe đang nổ máy, bây giờ Bảo sẽ mở cái cốp xe và mở luôn cái khoang động cơ, quay chi tiết luôn cho các bạn xem xe. Đây là cái phần linh hồn của chiếc xe, mà Bảo cũng nói luôn là chiếc xe này Bảo đã trải nghiệm rồi, trải nghiệm rồi, cho nên là Bảo đã đi Hà Giang, xe chạy rất là ngon, cực kỳ êm ái luôn. Xe mà lên đèo á, đi đèo mà dốc thẳng đứng Mã Pí Lèn mà Bảo chỉ cần để số 3 là Bảo lên phà phà, thậm chí đồ dốc mà có chớn mà để số 4 luôn. Đây, cái xe của nó là thủy lực nha các bạn, đó, các bạn không? Đẳng cấp người ta vậy nè, bạn thấy không? Xe đang nổ máy luôn. Cái nắp capo mình mở lên không có cần phải lấy cái cây chống chống. Bảo thấy mấy cái xe mà đời mà mới bây giờ mở lên phải dùng cái cây đang chống lên. Các bạn, cái xe phân khúc hạng D người ta làm mà thủy lực luôn, chỉ cần mở lên thôi. Giờ nè, họ sẽ quay cái dàn khung sườn của nó này. Các bạn thấy không? Còn nguyên viên từng con ốc này, các bạn thấy không? Đây là phần keo chỉ nắp capo còn nguyên viên luôn nha, bạn thấy chưa? Bảo quay từ từ các bạn xem rồi bắt đầu chốt. Đây là cái gon của nó nè, cái này hơi ngược sáng, không biết các bạn có thấy không? Đây, cái phần gon cách âm nó còn nguyên viên, keo chỉ nguyên viên, tem mát còn nguyên nè, thấy chưa? Tất cả các con ốc nè, các lỗ nè, còn tròn vo hết. Đây, cái phần gon nó chặn cái chống ồn của cái máy. Bạn thấy đẹp chưa? Nước sơn viên theo xe nha các bạn. Mình sẽ gõ nha. Mỏng dánh, không có tiếng ma tiết nào trong đây nha các bạn. Bình này rất là to, bình lớn lắm. Cái ampe nó lớn, các bạn có thể mà nghe nhạc mà khi mà không cần nổ máy mà nó vẫn nó hoạt động tốt cho mình luôn. Tay máy êm chưa các bạn? Không rung lắc không gì hết. Thấy không? Máy nổ garanti rất êm. Đây, cái phần nè, số nè, phần số nè, số còn nguyên zin luôn nha các bạn. Máy nguyên zin, không chưa có mà bung máy luôn, Bảo bao với các bạn thôi nha. Máy còn nguyên zin. Không biết cái nắp dàn cò để có mở được không, Bảo thấy là nó giống như là chưa mở luôn, nắp dàn cò chỉnh cò. Máy ngon chưa? Đây, hệ thống quạt quạt mà giải nhiệt của nó nè. Có hai cái cánh quạt giải nhiệt, cho nên chiếc xe này á Bảo đã từng chạy trải nghiệm rồi, đi đèo rồi. Bởi vì đi đèo các bạn đổ dốc. Đổ dốc á, là các bạn đi xuống 2, xuống 3 là máy nó sẽ rống lên rất là lớn, lúc đó cái nước nó rất là nóng. Nếu mà những chiếc xe mà nó các bạn mua mà nó không tốt, các bạn tiết kiệm tiền á, nó sẽ bị nóng máy. Tại vì mình xuống dốc mà mình phải ghi số lại số 2, số 3 là nó sẽ
làm máy nóng lắm, có thể là nó chạy đường đèo không được là nó bị dẫn gon ki lát luôn đó các bạn. Nhưng mà chiếc xe này là không hề nóng, máy là rất là êm luôn, ấm luôn, máy là rất là nguội, không bao giờ mà nóng máy. Nó hai cái quạt giải nhiệt đây nè, các bạn thấy không đó. Đó, khi mà nó tự động ngắt rồi, khi mà nó mà nóng rồi nó tự động nó quạt, hay nhỉ, máy êm ru luôn à. Máy cho các bạn xem đã chưa, đây số sườn của nó nè, đây những cái bát bèo còn mới luôn, cabo xe đẹp lắm các bạn ơi. Bạn thấy không, mấy con ốc này màu này. Cái chấm của nhà sản xuất nó còn luôn các bạn, thuốc sơn của nhà sản xuất đó. Đó, mở cái nắp nhớt này các bạn thấy không, đó, mở cho các bạn thấy không. Cái này là không có còn ngon lành lắm các bạn, không đổ hơi đổ hết gì nữa. Này, quay kỹ thì các bạn thấy máy không, xe còn ngon cực kỳ. Xe này Bảo đã thay nhớt rồi, thay nhớt rồi nha các bạn, vệ sinh máy lạnh rồi, vệ sinh thắng. Xe này kiểm định dài luôn nha các bạn, đây kiểm định còn dài luôn, tháng 10 năm 2022 giờ bảo qua sẵn là bảo quay lên trên cái nóc rồi đó, các bạn thấy không, những đường hở đường khe trên cái nóc xe sát sao, không có dấu mà nào mà rơi cây rơi rớt gì nha các bạn. Kính zin rồi các bạn thấy không, kính sao zin Toyota mà. Xe này Bảo đang kêu bán là 188 triệu, xe này Bảo có bớt cho anh em đến xem xe nha, hay là anh em chốt luôn, điện thoại Bảo chốt xe luôn rồi Bảo sẽ bớt cho anh em, Bảo sẽ ship xe toàn quốc luôn cho anh em nha. Giấy tờ hồ sơ thì Bảo bao cho anh em, là xe là nếu mà anh em muốn rút hồ sơ sang tên thì Bảo sẽ bao rút hồ sơ cho anh em nha. Đèn mới tinh luôn. Anh em mà xem xe thì xem video thì cho Bảo một nút đăng ký kênh nha, với cho Bảo một cái chuông bên cạnh nó, để khi mà Bảo có ra video mới thì anh em sẽ nhận được. Để Bảo bật đèn lên hết cho các anh em xem. Nãy giờ cái hệ thống đèn chưa bật nè, xi nhan nè, bạn thấy không, xi nhan bên hông nó vẫn còn hoạt động mà. Xi nhan Bảo nói khi anh em mua xe mà những cái chi tiết nhỏ, anh em mua anh em đừng có tiếc. Ví dụ như 10 triệu, 20 triệu mà anh em mua về á, mà những cái chi tiết ví dụ đèn bị mất một bóng rồi, nó không có thắng, đèn thắng nó không cháy rồi, các anh em sửa lại tốn tiền lắm. Xe này á, Bảo bao với anh em luôn là tất cả các chức năng đều còn ngon hết, hoạt động bình thường, các bạn thấy không. Bảo sẽ đi một vòng về đèn luôn cho các bạn. Đó, đèn nè, cháy nè, ok hết nè ha, xi nhan. Bây giờ tiếp, Bảo sẽ bật đèn sương mù, đây là đèn sương mù đấy, đèn sương mù nha, rồi đèn pha luôn, sương mù đèn pha cót đầy đủ, bật pha cót luôn đó. Bởi vì khi mà mình mua xe mấy cái chi tiết nhỏ mà đèn đốm rồi này kia mình không có xem được, rồi nó bị hư lặt vặt chút đỉnh rồi này kia, các bạn về các bạn sửa rất là tốn tiền đó, các bạn thấy không. Hệ thống đèn pha cót còn đầy đủ, rất là sáng, rất là đẹp luôn, các bạn thấy chưa, xi nhan còn ngon lành luôn đó. Ở phía sau nè, phía sau
phía sau hai đèn xi nhan là hai bên, là bạn thấy chưa? Xe đẹp cho, nhìn cái đít xe rất là đẹp. Mấy cái mà logo Toyota rồi logo Camry GLI còn sáng choang luôn, mới tinh luôn. Các bạn thấy chưa? Xe đẹp chưa? Bây giờ thử thêm cái hệ thống này nữa. Xịt nước nữa. Đây. Tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường. Đây. Gạt nước là nó xịt nè, thấy chưa? Đó. Đây, đèn sáng tối của xe này. Bật đèn pha là mở lên là đâu đó đang về. Không, các bạn thấy cái đồng hồ nước không? Nãy giờ nổ máy lạnh luôn, đồng hồ nước không lên nha các bạn, không lên, nó chỉ lên một chút thôi, một tí ti thôi. Tất cả các chức năng hoạt động bình thường, quạt máy lạnh, lạnh cực kỳ luôn nha các bạn, cực kỳ luôn, bạn thấy chưa? Các chức năng cơ là còn bình thường, hệ thống sưởi nè còn hoạt động bình thường hết. Mấy cái này bằng cơ các bạn xài muôn đời không hư luôn. Đó, bây giờ chiếc xe này bảo kêu 188 triệu, mua về các bạn chỉ đổ xăng chạy thôi, đổ xăng chạy không có làm bất cứ thứ gì hết, bởi vì tất cả bảo đã làm rồi cho các bạn rồi. Các bạn nào ở xa thì bảo sẽ ship xe về luôn toàn quốc nha các bạn, ship xe toàn quốc luôn, 188 triệu còn thương lượng nha các bạn, mình sẽ bớt cho các bạn tiền tiền lọc nha. Và xe này là bảo bao anh em, nếu anh bao anh em là nếu mà anh em mà muốn rút hồ sơ sang tên thì bảo sẽ bao anh em nha. Còn các bạn cứ yên tâm về pháp lý nha. Xe này bảo để là tới tháng 10 luôn các bạn. Xe này là mua về là chạy thôi. Xe đẹp quá. Rồi xin chào các bạn nha. Video này là bảo quay hơi dài. Đó, mong là các bạn để cho các bạn là xem kỹ hơn để chốt xe luôn nha các bạn. Xin chào các bạn.